Em Đàm Thanh Lam đang háo hức chuẩn bị cho năm học mới. Năm học 2024-2025 sẽ là năm học hoàn chỉnh sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các khối lớp 5, 9, 12. Do đó, các học sinh lớp 9 như em Lam sẽ được học sách giáo khoa theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Em thấy nội dung trong sách giáo khoa mới rất thú vị và gần gũi với cuộc sống. Nó không chỉ giúp em có thêm vốn từ vựng mà còn cho em thêm nhiều kiến thức xã hội. Đồng hành cùng chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success đã tạo ra những đổi mới cho quá trình dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông Việt Nam thông qua việc cập nhật xu thế, tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu nhằm mang đến những trải nghiệm dạy và học tốt, song vẫn đảm bảo tính gần gũi với học sinh và môi trường giáo dục Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, Global Success còn khuyến khích sự phát triển toàn diện cho học sinh bằng cách lồng ghép hệ thống chủ đề đáp ứng 17 mục tiêu giáo dục vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và phát triển 4 kỹ năng cho những công dân thế kỷ 21 là tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác. Đây là một bộ sách mà có thể hiện được toàn bộ những cái điểm mới, đó chính là phát huy đầy đủ các cái năng lực và phẩm chất của người học. Đặc biệt là với khối lớp 5, 9 và 12 là những khối lớp cuối cấp thì bộ sách cũng có những cái tài liệu riêng biệt để phục vụ cho cái việc ôn luyện. Dạy và học tiếng Anh theo chương trình mới được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả tích cực ở tất cả các cấp lớp. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trong thời đại số giúp giáo viên và học sinh có thể tiếp cận chương trình mới dễ dàng hơn. Bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp hệ sinh thái tài nguyên số tại học liệu.vn, không chỉ giúp giáo viên nâng cao tối đa chất lượng dạy học, giúp học sinh học tiếng Anh hứng thú, hiệu quả hơn, mà còn là dấu hiệu nhận biết nhằm bảo vệ quyền lợi của chính các em học sinh trước vấn nạn sách giả, sách lậu tràn lan trên thị trường.